chị em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Thầy đọc mắc cấp cho mình lần nào chứ ta sao mình thấy nó quen quá. Bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm được anh. 1 năm. Tại vì năm sau á là năm học tuổi. Nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Rồi mời em trai. Rồi ngồi đi em trai. Kính mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và tất cả các bạn khán giả đem xem chương trình trong hội trường ngày hôm nay. Dạ. Em xin giới thiệu em tên là Quỳnh Nhân Thiên. Năm nay em 31 tuổi. Hiện tại thì quê em đang ở là Cà Mau. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương. Thiên làm gì Thiên? Dạ nghề chính của em là môi giới bất động sản ạ. À, mùa này bán được không? Dạ mùa này hơi ế. Dạ. Bán cũng ra chậm ha. Dạ. Rồi hy vọng rằng từ đây Tết bán khá khá, chúc kiếm tiền lấy vợ nha. Dạ dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Tuyết Trinh. Em 30 tuổi, đang làm việc và ở Bình Dương ạ. Làm gì công việc gì? Dạ công việc của em là kim trợ giảng make up ạ. À trợ giảng make up hả? Dạ. Và em sống ở Bình Dương luôn hả bé? Dạ đúng ạ. Vậy là gần mình luôn á Thiên. Dạ. Hỏi coi ở đâu? Em ơi em cho anh hỏi là em ở Bình Dương chỗ nào em? Dạ em ở Thủ Dầu Một ạ. Công ty anh đang trang trọng ngay từ Cổng Bố á, lên đó cũng gần. Đề gần ha. Dạ. Hợp lý. Không chừng chút mình đi xe chung về đó. Dạ. Rồi em có điểm mạnh điểm yếu gì Thiên? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn. Em biết hát đòn. Và đặc biệt là nói chung là công việc về nhà cửa, nói chung là em cái gì cũng làm được hết. Môi giới bất động sản mà ha. Ăn nói cũng lưu loát rồi giao tiếp tốt ha. Điểm yếu em là gì? Em là có một cái điểm yếu là em ít có nói lắm anh. Tại vì khi gặp khách em mới nói, còn như ngày thường như ở nhà thì em cũng nằm lướt TikTok coi Facebook này kia thôi. Để dành nói với khách hết rồi đúng không? Dạ. Rồi mời em gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi nào. Dạ ưu điểm của em thì nấu ăn ngon với lại vui vẻ. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm của em thì những lúc mà kiếm không ra đồ cái em bực bội trong người lắm. Trời đất ơi. Tự bà cất nha. Tự bà cất đồ bà kiếm không được cái bà khó chịu. Người khác cất mà bà kiếm không được mới mệt đó. Không, cái đó mới là căng luôn á. Rồi mình nói chút xíu về tình trường đi nào. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em 3 mối tình. Wow. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ. Thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu. Có vài tháng tìm hiểu thôi. Thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị. Dạ. Nên mình cảm thấy không hòa hợp được. Nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn. Mình không bị vướng bận. Rồi còn Thiên. Dạ thì em hiện tại là cũng trải qua 3 mối tình. Một mối tình là thời sinh viên anh. Còn một mối tình nữa là cũng lên đi làm. Còn một cuối cùng, mối tình cuối cùng là mới quen đây tất là 2 năm. Và người ta là khoảng tháng 12 là người ta lập gia đình. Chia tay gần được khoảng 7 tháng. Vậy đó hả? Cũng 3 mối tình trắc trở gì? Dạ. Sau 3 mối tình thì mình thấy mình đang thiếu sót cái gì trong tình yêu hả Thiên? Trong tình yêu thì em thấy nếu mà nói tiếng yêu của nhau rất là dễ, nhưng mà quan trọng là mình có đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu cho người bạn đời của mình không mới là quan trọng. Em thấy bên kia đã có một lỡ chuyến đò rồi, thấy sao? Đối với em á, người đến trước đến sau ấy không quan trọng, người cũ người mới thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình cái người của mình á, là có đi ai là người nắm tay cho mình đi hết chuyến đò còn lại. Đúng rồi. Mới là người quan trọng. Cái này hay nè. Đó, quan trọng là người thì nắm tay mình đi suốt cuộc đời mới quan trọng ha. Ai, em gái. Ôi, dễ thương quá. Ta làm về nghề làm đẹp cho nên người ta rất đẹp. Không lẽ từ đó tới giờ là không có tìm được người yêu nào? Dạ cũng có ạ. Có hả? Nhưng mà lý do em khó quá hay sao? Dạ không, mối tình thứ hai của em thì gia trưởng quá. Gia trưởng quá. Với lại ghen. Ghen nữa. Ghen. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì người ta có người khác. Trời ơi, cái xinh đẹp vậy mà có người khác nở lòng nào thiệt tình luôn. Ê, rồi bây giờ bỏ qua luôn.
mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào ha em? Dạ cũng đơn giản thôi anh. Đơn giản là sao? Dạ chỉ cần thấu hiểu và cảm thông cho nhau, biết chia sẻ. Có chiều cao rồi mập lùn này kia? Dạ chiều cao thì tầm 1m7 đổ lên là được. 1m7 hả? Được không Thiên? Em có bác sai lầm à? Thiếu 5 phân được không? Thì để xem là về còn tính cách nữa. Tính cách nữa không? Có phù hợp thì tính không? Cách bù thước đo đúng không? Dạ. Được nha Thiên nha. Ok. Rồi bây giờ bà mối qua coi coi nhà trai tôi sao nè. Tôi thấy nhà gái tôi chịu rồi đó nha. Thưa chị. Rồi chào nhà trai. Trời ơi 1m65 thiếu 5 gem nhưng mà nó bù lại được những cái khác nha em. Ăn mặc rất là đẹp, chỉnh chu, hợp lý với bên kia. Mặc đẹp hơn tôi nữa đó. Đó. Cái điều gì ở phụ nữ là mình không thích nè? Em không thích người phụ nữ hay ghen gì. Tại vì công việc của em á, có những lúc em đi làm tới 10 giờ. Và tại vì em bán sản phẩm hơi xa đó, em về cũng hơi khuya. Nên là thông cảm với em vấn đề đó. Nội trợ đồ này nọ dạ, để có nhu cầu gì không? Dạ nội trợ thì vấn đề đó là đơn giản gì em làm được nên là không cần phải văn nữ phải quan trọng vấn đề. Em đi tới 10 giờ về mà em đòi em làm được. Còn có những ngày mà em ở nhà chứ chị. Em thường làm gì 4:30 em về. Em gặp người này làm đạp được hết á. Gặp một cái em té xỉu liền chị nói. Em làm được hết á. Thôi bây giờ mình hỏi về người thân đi. Nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi nè, có em gái của em. Em gái ruột á hả? Dạ. Em gái xinh rồi nha. Dạ con chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan với tất cả anh chị đang có mặt tại đây. Em là em út của anh Thiên. Em thấy chị này cũng hợp với anh của em. Chị thương anh em không cần làm gì hết. Tại vì anh em cái gì cũng biết làm hết trơn á. Cưới anh em là như là cưới tất cả người làm trong nhà vậy á. Bởi vì cái gì anh em làm cũng được. Sửa nhà, nấu ăn rồi về tất cả mọi thứ là anh em rất là giỏi. Con em được ghê đó chị. Rồi sao thấy chị gái như thế nào? Dạ em thấy chị đẹp, nói chuyện dễ thương. Thấy ok đúng không cưng? Dạ em thấy ok ạ. Nhưng mà không biết chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em là chắc ok. Cảm ơn em. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị họ. Bé này nó có make up cho mình lần nào chưa ta? Sao mình thấy nó quen quá. Dạ chào nhà gái ạ. Em xin phép chào anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em là chị của Trinh. Thì nói chung là em nhìn bạn trai bên đây thì về cái hình dáng bên ngoài cũng ok, cũng được. Nhưng mà em nói trước là em gái của em nó rất là giỏi. Cái gì nó cũng giỏi hết á. Về nấu ăn rồi nhà cửa tất cả mọi thứ ngoài công việc đi làm thì rất là giỏi. Cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà nó gặp rất là nhiều tổn thương. Nên là cũng hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ chúng ta mở rào cho đôi trẻ gặp nhau để tìm hiểu nhau ha. Mở rào. Bắt đầu từ đây là của em đó Thiên. Dạ em có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi bây giờ hai bạn ngồi đối diện với nhau đi. Em nhìn anh em cảm nhận như thế nào? Em thấy cũng được. Em ở thủ Dầu Một mà khúc nào của thủ Dầu Một? Dạ ở Cách Mạng tháng 8. Anh thì ở Dĩ An. Nói chung là từ khoảng cách của anh lên em chắc cũng gần. Nhưng mà công việc của em á, nó hạn chế thời gian vậy đó. Em làm việc từ sáng cho tới tối. 8:30 em mới xong việc. Có khi đến 9 giờ tối. 1-2 giờ khuya nữa. Anh thấy cũng không có gì. Tại vì nếu mà công việc của em đúng không? Mà thời gian không có gì, ví dụ em có cần anh hỗ trợ thì anh sẵn sàng. Anh không ngại thời gian đâu. Dạ. Rồi em hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Đối với anh á, anh lên đây á là anh rất là nghiêm túc chứ không phải là đùa. Vì thế là nếu mà em có cho anh cơ hội là khoảng bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm đúng không anh? 1 năm. Tại vì năm sau á là năm hợp tuổi nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Em tiến tới đi, nắm tay bạn gái hát cho mày nghe đi. Em có thể cho anh xin được nắm tay không? Như thế rồi. Nhìn con bạn thì gái nắm hai tay này Thiên. Nhìn bạn gái hát cho bạn gái nghe đó. Anh thì không có biết hát nhạc. Anh chỉ biết hát cổ thôi. Tại vì quê anh Cà Mau là chuyên về cải lương. Thì anh cũng hát tặng em một bài hát. Bài hát được mang tên là Ai Cho Tôi Tình Yêu.
Dù biết tình yêu không thể gian sinh cũng không hề dãi mượn. Sao từ bóng tối cô đơn, tôi vẫn thầm mong có người nhắn tâm chẳng tàn cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một cung hình. Xin hãy cho tôi tròn câu mơ ước, một mảnh trăng về khi một mảnh đón đưa nhau. Nết lang tang trong dặn chiều mưa, dặn nét vô tư lạnh cả tâm hồn. 31 tuổi đời nên mãi cô đơn, nên dặn gọi tên mà thuyền chưa đổ bên. Trời ơi hay quá, ngọt cái mí lùi luôn á. Trời, được rồi. Hai bạn về chỗ nào? Hãy đưa ra quyết định của mình bằng cách bấm nút nha các bạn. Bấm bằng cả trái tim của mình. Nếu các bạn thấy thích thì chúng ta sẽ bấm. Còn nếu chúng ta thấy đây không phải một nửa mảnh ghép của mình, chúng ta không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi nghĩ chắc là những cái lời ca tiếng hát vừa rồi nó đã là một cái cú cuối cùng để bạn gái đưa ra quyết định. Hãy nắm tay nhau, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Đúng rồi. Một nụ hôn đầu tiên. Thường quá. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi, mời em trai. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em tên là Quỳnh Ngọc Mai. Em 36 tuổi. Em đến từ Trà Vinh ạ. Mai làm công việc gì? Hiện tại thì em tự kinh doanh. Ở Trà Vinh luôn hả? Dạ không, em kinh doanh ở trên đây, Sài Gòn. Kinh doanh gì Mai? Dạ, em kinh doanh một quán ăn gia đình nhỏ. À, quán gia đình. Tự rồi. Tự kinh doanh mỹ phẩm. Rồi, em trai. Chào anh Hùng Linh. À, cứ ngồi đi em trai. Ngọc Lan và các chị ở khán giả. Dạ, chào anh. Em tên Lê Văn Hoàng, năm nay là 44 tuổi. Sao anh khóc quá? Khóc quá. Anh khóc, anh cười quá hả? Em quê ở An Giang, lên lập nghiệp thành phố là 30 mấy năm, nhà cửa ở đây, ở quận 5. Hiện nay em đang làm gì? Em buôn bán tự do. Nói chung là, ví dụ như hồi đó là em làm bên đá quý, nữ trang. Rồi sau này nó không ăn nữa, em vô lấy ai cần bên cái mặt hàng đó thì em cầm chào, có lời thì em bán, không lời em trả về chỗ đó. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là thích nấu ăn cho vợ em ăn, thích gì đó. Hay gì đó. Ví dụ cái như điểm chỗ nào ngon rồi nha. Chỗ nào mà bán cái gì mà đang nổi tiếng trên mạng đó, em phải chạy đó. Ăn rồi, gì nấu cho vợ đó. Đúng, em ăn chở dạng rồi đó em sẽ làm ra. Trời ơi vậy... Không được, em có làm cho bằng được. Cái vụ này là thấy được điểm cộng bên nhà gái rồi đó. Em có khuyết điểm gì? Em thì nói chung là đi làm cái công việc rồi về thì khi vợ này nó thấy em buồn thôi, chứ sợ chứ ấy thôi. Làm việc gì vậy? Thì dù em đi buôn bán rồi vậy đó. Sợ chứ vợ nó ghen, không biết nói sao nữa. Thôi, ngoài con gái. Gái nè, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em trước thì ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Em là cái tiếp người phụ nữ của gia đình đó. Đâm ra là em chăm sóc gia đình cực kỳ tốt. Còn cái khuyết điểm thì em có sự nóng tính, giống như cái người thích cầu toàn á. Thành ra là cái gì mình làm cũng phải theo ý của mình. Cái đó là cũng là một cái khuyết điểm của em. Rồi, đường tình duyên của em sao? Lúc đó là em có vợ. Thì đó là em vợ em mà lấy nhau đó còn nghèo lắm. Vợ em dưới Cần Thơ lấy lên. Xong rồi em mới ra cái lò đá cẩm thạch đó, gia công. Rồi em làm chung với thợ thầy. Mà làm tháng nào nói chung là thầy thợ nó chia ra nó có tiền. Mà mình chủ mình kiếm không bằng lính. Kỳ vậy? Thì em không biết làm sao. Thì em chỉ một ngày chỉ biết lấy vợ 20 ngàn, ăn sáng với cà phê. Tiền không cần biết nghĩ tới, chủ yếu mặn cho vợ mình được rồi, cứ mặn hoài không dư, mà bên lò mẹ em thì dư. Thì chính ra vậy cái em buồn ở cái lục đục. Sau này cái mẹ mới hôi vì con đi, là lúc có một đứa con trai, vì con ráng ở, lúc đó con mấy tuổi rồi ráng ở cũng mặn hoài không dư đó. Rồi đâm ra buồn, rồi có đứa một đứa con gái, sau này nó được lớn 4 tuổi rồi nó đi bệnh,
rồi có ông thầy với Cần Thơ nó chị được, nó đem cho bên vợ chị rồi nó chết. Chết rồi em mới buồn, em mới ăn nhậu, không nghĩ tới ngày đó nữa. Cũng như là em muốn hủy diệt cái đời em luôn á. Bi kịch gì? Em vô tới bệnh viện ông bố em xin bác sĩ mà có thể cứu nó được, lấy luôn cả tấm mạng con cho hết mất tất cả, miễn sao con gái sống. Tại em rất là thương con, nhưng bác sĩ nó không cứu được thì em nói ra em sẽ khóc, nhắc tới đứa con đó. Em còn giữ tới mình nữa mà, rất là thương gái. Rồi em gán sống cái ngày hôm nay mà mằng hoài mà con vợ nó không dư thì đâm ra em buồn. Mà thôi thì em sợ đứa con nó nhỏ quá, gượng sống tới thằng con 6 tuổi là bắt đầu tự nó đâm đơn thôi. Và em chấp nhận thôi, là tài sản không còn gì hết, nói chung không có gì hết, em chấp nhận luôn mà, có quá kệ nó, có tiền cho con thôi, con mình như con nó thôi. Đúng rồi. Rồi ra ngoài mẹ em thấy gì đó, mới cho em là một số tiền, em nhớ hoài 13 triệu. Bắt đầu em từ đó sau em sẽ làm ăn. Khi em làm ăn lên có tiền rồi cái em ham lời quá, cái năm 2021 á em mới đưa ra cho tao làm ăn nhiều, mua đồ đó. Rồi ai ngờ dịch tới nặng quá em sẽ lỗ, thất bại nữa. Nhưng bây giờ em sẽ quyết tâm sẽ làm lại. Giờ bắt đầu làm lại được chưa? Khởi sắc chưa? Dạ em làm lại, nói chung là từ từ em làm kiếm được mà. Giờ con trai ở với ai? Con trai ở với mẹ em từ đó giờ, thì nhỏ lớn luôn. Bây giờ lớn rồi, lớp 11. Ở với bà nội hả? Nói chung là cuộc sống em là con mình em à. Em chỉ màng lo cho em thôi. Đến lúc mà cơm chín mẹ gọi như con nít vậy đó. Bữa nay nấu canh chua cá lóc, mẹ chừa con cá đầu cá, rất là thương rồi mẹ. Chỉ con mình mẹ thôi. Em qua đây là để chia sẻ cái nỗi buồn về việc mất con của anh. Mà bây giờ là mình bắt đầu một cái cuộc sống mới được rồi anh ha. Dạ. Nhưng mà giờ thí dụ lấy vợ mới nè, có đủ lo cho vợ không? Nói chung thì cuộc sống cơm ngày hai buổi á, với miếng cháo là dư. Khỏi ăn cháo ăn cơm đủ không? Đủ luôn, dư. Tại vì bây giờ nhà mình không mướn. Công việc em nói chung là có thể một ngày em kiếm mấy triệu có, có thể em không kiếm có thì mình ăn gói ghém thì sẽ dư thôi. Được rồi. Bây giờ mình mở ra một tương lai tươi sáng mới đi ha. Mình qua mình hỏi tình trường của cô gái nè. Sao cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên là ông xã cũ của em, là được 9 năm. Từ lúc em quen ảnh tới em chung sống với ảnh là khoảng 12 năm. Thì trong đó là có 9 năm là vợ chồng. Thì sau cái 9 năm đó thì em mới quyết định em buông. 9 năm nó dài quá, thế thì tại sao em lại quyết định buông? Mình phụ nữ mà, gọi là cái từ chịu đựng á. Khi mà mình chịu đựng tới một cái giai đoạn nào đó, mình chịu đựng không nổi nữa thì mình buông thôi. Rồi có mấy con em? Hiện tại thì em có 2 bé. Bé gái của em thì năm nay 13 tuổi. Còn bé trai thì được 9 tuổi. Và hiện tại là 2 bé ở với em ạ. Ở với em? Em nuôi luôn, dạ. Em nuôi hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh em ở với ai? Dạ hiện tại hôm nay thì em ở với 2 bé, chỉ có 3 mẹ con thôi ạ. Thì hiện tại giờ giống như là em đang kinh doanh quán ăn gia đình á, dạng quán nhỏ thì có nghĩa là 3 mẹ con sống được. Sống được hả? Dạ. Như cái nhà đó mình thuê hay nhà của mình em? Dạ nhà thuê ạ. Trả tiền nhà rồi nuôi con gì có đủ không? Dạ tại vì em giống như quán là em tự em đứng ra em nấu luôn. Em không có thuê ai cả. Dạ em chỉ là thuê thêm một cô để phụ dọn dẹp được với em thôi à. Còn đứng nấu là em đứng nấu chính luôn. Thật ra là vất vả lắm để mà nuôi được 2 người con ở Sài Gòn không có nhà. Phải nói là cô gái ấy đã nỗ lực rất là nhiều. Mấy người xinh đẹp á, hay lận đận tình duyên lắm. Hồng nhan bạc phận. Đúng rồi. Thật ra thì những người xinh đẹp như chúng tôi chỉ chờ một người đàn ông tử tế không, để mình nói mà... có một người bên kia thôi. Mình nói có một người đang ngồi thôi nha. Đừng có nói người thứ hai đây nha. Đúng không? Thôi nói thì thôi, đúng là duyên số em gái ha. Dạ, không dạ. Sao, xinh đẹp mình có quyền chọn cho mình một đúng. Người. Đừng lo lắng điều đó. Anh thấy thằng bên nhà gái rất là dễ thương nha. Rất là xinh luôn á. Rồi. Bây giờ nói với chị nghe về nhu cầu em có một người bạn trai như thế nào nè. Bạn trai của em thì em không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình. Tại vì đối với em cái đó nó cũng không có quan trọng. Em chỉ cần cái người trầm tính, phụ nữ mà cần có một cái bờ vai, một điểm tựa. Thì em cảm thấy em trong trên. Thành ra hiện tại bây giờ em chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm gia đình là ok. Chị thấy anh trai bên này thì chị thấy anh rất là yêu quý gia đình. Cho nên chắc chắn là cái việc trách nhiệm là sẽ có rồi. Ok, tại vì đối với em hiện tại bây giờ là cái vấn đề về kinh tế thì em cũng tự em lo được cho bản thân em và con. Thì em cũng không cần cái người đối phương bên đó là phải có của hay là kinh tế vững vàng gì cả. Chỉ cần là cái người đó có ý chí cầu tiến, có công ăn việc làm ổn định, để mà không phải làm gánh nặng cho cả nhau. Một tí nữa hai bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau thì sẽ rõ về nhau nhiều hơn. Em muốn người yêu của mình, người vợ tương lai của mình sao? Em với người vợ em là dù giỏi, dù thích buôn bán hay làm gì đó, đừng cờ bạc là được rồi.
Nhưng bây giờ em ở nhà với mẹ với ai nữa? Không, em ở riêng cái nhỏ đó, mua bỏ thí đó. Hồi đó là dịch cho mướn, giờ lấy lại em ở mình một rồi. Rồi ba mẹ ở riêng? Đúng á, ba em chết rồi. Còn mẹ thôi, mẹ ở dưới Úc. Vậy là lấy vợ về là không có làm dâu đúng không? Không, nhà năm đó giờ không có dâu. Ok. Em trai đi với ai em trai? Em đi với người em nha, cái mẹ. Dạ, em chào nhà trai ạ. Dạ, em chào chị. Chị thấy nhà gái của em như thế nào ạ? Dạ, nhà gái thì dễ thương, dễ gần, dễ mến. Em trai hiền lắm vậy. Hiền lắm. Giỏi nữa. Cặp này hợp không em? Em thấy hợp đó, không biết anh em sao nữa. À, rất hợp không? Nhà gái mình đi với ai nào? Dạ, em đi với cô hai em ạ. Chào cô ạ. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào Quỳnh Linh. À, chào chị. Tôi là cô của Quỳnh Mai. Chị nhận xét như thế nào về nhà trai ạ? Thấy thì cũng hiền lành á, giới thiệu bản thân thấy cũng khá tốt á, nhưng mà để do cô con gái kia chọn nha. Thôi được rồi, giờ mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bây giờ là việc của em đó. Anh tặng em đó qua. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Gì rung vậy? Ai biết, sao tự nhiên em rung quá. Rồi em hỏi lên anh đi, anh không biết gì hết. Tí tới nhận quà kìa. À, dạ, cái này thì em không biết anh có thích hay không, nhưng mà cái này là cái viết để cho kiếm được thật là nhiều tiền. Dạ, cảm ơn em. Còn cái này là em có một chút tấm lòng, là cái này là rau câu tự làm. Thành ra là em mời anh với mọi chú, rồi, chị Ngọc Lan luôn ạ. Rồi hai người trò chuyện với nhau thế nào? Em thấy anh sao? Anh thì ít nói, anh ít biết nói chuyện lắm. Anh có sao nói vậy à? Dạ. Tại anh là người miền Tây. Sẽ nhìn qua vậy. Em hỏi anh đi. Em cũng người miền Tây á. Em ở đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Anh ở An Giang, Châu Đốc. Dạ. Cái này thì em cũng hỏi anh trước luôn. Nếu mà mình đến với nhau á, cái chuyện mà làm dâu á thì em không ngại. Em là cái người gọi là của phụ nữ của gia đình. Em chăm sóc gia đình rất là tốt. Và em cũng là cái người gọi là biết cân nhắc giữa hai bên. Thành ra cái chuyện mà làm dâu là em không ngại. Nhưng mà em ngại có một vấn đề là nếu mà để cho em, để em sinh con thêm nữa thì chắc chắn là em sẽ không sanh. Sao vậy? Cái vấn đề là chuyện gia đình của em á, để cho con em nó bị thiếu tình thương á, là lỗi của em. Tại vì em là cái người quyết định để tạm dừng cái cuộc hôn nhân đó, thì con em nó cũng đã bị thiếu tình thương một phần nào rồi. Em là phụ nữ mà. Rồi thí dụ nhiều khi em có một cái gia đình mới, em có con nữa, em biết bản thân em cái nhược điểm, bản thân em là rất chú trọng về gia đình. Đâm ra là em sẽ tập trung vô cái gia đình đó thì em sẽ bị sao lãng đi cái vấn đề của hai đứa con em. Đâm ra là em không có muốn. Còn riêng anh thì khác, ví dụ như anh muốn lấy vợ, sanh cho anh một đứa con, anh thích gái lắm. Còn nếu mà anh lấy em rồi, con em cũng như là con anh, thương đồng đều nhau hết. Dù sau này có sanh con ra, cũng thương đều hết. Nếu không thương nó sau này anh già đi, nó quýnh anh sao? Mình thương nó thì sau này mình già nó mới thương lại mình. Anh em quan niệm không có già mà ghét nít. Em bảo vệ hết. Vì không có lý do gì mà mình không sanh đúng không? Đúng. Ước mơ anh là thiếu con gái. Rồi thí dụ như mà đẻ đứa con trai con rồi con trai sao? Cũng được, miễn là con đứa nào cũng cưng hết, mà những con gái anh mừng hơn. À, là vậy. Anh có trách nhiệm hết, anh không phân biệt mà con em con anh không thích. Thôi giờ chị không đẻ nữa thì con gái chị mỗi lần gọi anh về thì anh về đi. Nhưng em thích người con của em ra nữa không? Tại vì em có đứa gái em mắc cho em buồn, em muốn tìm một người phụ nữ sanh cho em một đứa con. Đó. Em cũng hiểu được cái nỗi đau của anh. Thành ra là anh muốn hiện tại là gặp một cô để cùng với anh, để những cái gì mà anh mong muốn. Còn đối với em rất thẳng. Thành ra là cái quan điểm của em á, giống như là em cảm thấy có lỗi với con em. Thành ra là em không có nghĩ về vấn đề đó. Có đâu có lỗi em. Phải, tại vì cái quan điểm cá nhân của mỗi người. Nhiều khi cái lúc ban đầu á, mình chưa có tìm hiểu nhau, mình sẽ không có đi được tới cái điểm chung. Nếu mà mình có duyên á thì để mình kết nối với nhau, thì cái đó về anh em mình ngồi lại bàn tính lại. Bây giờ thì anh nghĩ rằng là mình cũng lớn tuổi rồi đó. Mình đưa ra một tính toán đi. Thí dụ như chừng nào mình có thể kết hôn nếu chúng ta có duyên nào với nhau? Thì nếu em nghĩ chừng nào mà mình kết hôn? Con em bây giờ cũng lớn rồi, thì cũng ổn định rồi. Đối với em thì cái vấn đề kết hôn thì lúc nào em cũng sẵn sàng. Còn anh thì mẹ anh hối sợ anh á, bằng đêm hôm ngủ mình, rồi thấy mấy ông anh bị tai biến á, không ai lo. Thì mẹ em lớn tuổi, ai cũng có gia đình. Nên kia em cứ vợ Hoàng nó chở lấy vợ lấy đâu. Không phải muốn lấy lấy đâu. Bây giờ Hoàng bước tới nắm tay bạn gái như nào? Xấu luôn quá. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt bạn gái nào. Mình hát bài gì đó. Em thì quê miền Tây, anh thứ ba. Dạ. Nên em tặng em nửa bài anh ba kia. Thì đó anh Quân đó. Tên của anh biệt danh anh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây dùng đất phù sa,
quanh năm mưa nắng gian nan bên dãy sầu. Anh đi thuộc như thôi. Hát được mà. Rồi, bây giờ thôi, mình về vị trí ngồi đi nào. Mình cũng đủ hiểu quyết định của mình như thế nào ha. Để tay mình nút bấm đi. Nếu ta cảm giác là đây chính là người sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này thì nên cho cơ hội bấm. Còn nếu không, không cần bấm, nhường nút bấm cho người khác. Bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm nha. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì hết các bạn. Đừng gây tổn thương nhau nữa. Cuộc sống này chúng ta tổn thương nhiều lần lắm rồi. Đừng để tổn thương một lần nữa. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em băn khoăn điều gì? Thì mới đầu thì em cũng muốn, tại vì thấy anh rất là thật tình và vui vẻ. Nhưng mà khi mà nghe chú Quỳnh Linh nói thì giống như mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Cái em thì hiện tại em đã mở lòng rồi để mình cho bản thân mình cơ hội. Nhưng mà cái quan điểm của anh có vấn đề là con cái. Nhưng mà em cảm thấy là em không có thể để làm cái chuyện đó cho anh được. Tại vì sau cái đổ vỡ em cảm thấy là em rất là có lỗi với con của em. Em chỉ muốn là toàn tâm toàn lực để cố gắng bù đắp cho con của em thôi. Đó, còn ví dụ như em cần là một người đàn ông cùng chia sẻ để mình cùng với nhau đi cái khoảng đường của sau này. Khi mà em bước chân em thôi á, là em quyết định là em sẽ toàn tâm toàn ý để em bù đắp cho con của em. Đâm ra là chỉ cần 3 năm thôi là em gắng cố gắng để em đưa con em lên ở với em. Tại vì trong cái khoảng thời gian đó cũng là cả một vấn đề với em luôn. Chị rất là chia sẻ với em về cái suy nghĩ này. Dạ. Nhưng người phụ nữ lúc nào cũng vậy thôi quý vị. Khi mà bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì trách nhiệm với con nó rất là lớn. Phụ nữ đổ vỡ hôn nhân và nuôi con như chúng tôi thì có lẽ là hai anh khó có mà hiểu được lý do tại sao mà cô gái này lại quyết liệt với cái suy nghĩ đó của mình. Thôi, mọi người có suy nghĩ, chúng ta cứ làm bạn với nhau đi. Qua ăn cua, mua cua rồi mượn cua. Không cho mượn à, người ta nuôi con à. Không, em mua đàng hoàng mà. Mua đàng hoàng. Mua đàng hoàng. Gấp đôi. Ủa, gấp đôi là anh đòi. Anh cho gấp đôi. Ta mượn cua, ta mua cua, nhưng ta mượn cua. Nhưng mà không đánh nhau duyên nợ thì mình là bạn bè bình thường. Ta thiếu cua rồi từ từ ta cua, chuyện nó tính sao? Đúng không? Làm sao anh, làm sao anh? Chúng tôi rất tiếc là hai bạn không bấm nút. Nhưng mà thôi, mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Hy vọng là mỗi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình trong cuộc sống này nha. Chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và chào cả các khán giả trong khán đài. Chào em. Dạ, em tên là Huỳnh Nhật Trường. Em nay 37 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Trường làm gì Trường? Dạ, em làm buôn bán và sản xuất chậu kiển và trồng cỏ thảm. Cỏ thảm nay nhiêu mét? Dạ nay sụp còn 16 anh. Anh mua 12 có không? Dạ có, em cho anh luôn. Cho anh luôn. Cảm ơn nhiều. Tức ghê á, ở bên kia có biệt thự cho nên là mới xin cỏ thảm được. Chứ tôi ở chung cư, tôi không có điều kiện xài cỏ thảm. Tôi đâu có xin cỏ thảm để tải. Chị xuống dưới làm qua đem tặng cho chị chồng Lan. Cảm ơn em. Thật ra mua cỏ thảm không phải để trải biệt thự đâu. Làm sân đá banh. Làm sân đá banh. Còn thấy ghét không mọi người? Ông Mai này hồi thế nào cũng bị tôi xử rồi. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, em tên là Phạm Thị Kim Ngân. Em sinh năm 1994. Quê của em ở Lấp Giò, Đồng Tháp. Gần không? Hỏi có gần không? Bạn ở Lấp Giò, bạn ở quyền nào? Bạn ở xã nào vậy? Dạ, ở xã Bình Thành á. Gần Vĩnh Thạnh không á? Dạ không, chợ Lấp Giò, chợ thị trấn Lấp Giò. Gần cầu Vòng Cống ha. Đúng rồi. Nói chung là mai mốt đem kiển vô Bách Quá Xanh là bán luôn cũng được. Rồi em trai Trường. Trường có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm em thì như cũng biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta. Kiểu người ta còn chăm sóc được, đừng nói chi người. Cái gì người ta làm được thì em làm được. Đúng rồi. Dạ. Cỏ nó còn chăm còn xanh tốt, đừng nói chi là người, đúng không? Dạ. Chăm tới đâu luôn ha. Dạ. Đó. Có khuyết điểm gì không Trường? Dạ, khuyết điểm thì em chưa thấy. Nhưng mà có cái em hơi nhát chút. Nhát? Dạ. Nhát gì? Nhát chứ đám đông mà nhát gì? Như dập rắn em sợ rắn. Sợ rắn hả? Dạ. Ông miền Tây sợ rắn vậy ta? Ừ. Sao con trai miền Tây dạo này sợ rắn hơi nhiều? Sao?
con trai miền Tây sợ rắn, tôi không bao giờ tôi sợ rắn. Tôi chỉ sợ chuột thôi. Đó, nói chung là có những con vật mình hơi không phải sợ lắm, nhưng thấy nó ngán ngán vậy đó. Dạ thấy nó không dám đụng vô nó thôi. Chứ nó sợ mà cũng không phải là mình sợ. Không phải sợ lắm. Đụng chuyện dám ăn nó luôn á chứ sợ gì, đúng không? Dạ. Đó. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em biết hát với lại em lúc trước em có nghề may, em biết may đồ. May đồ nữa. Còn nhược điểm của em thì em ít nói, em cũng ngại nói chuyện. Thôi giờ hát đi. Làm Bách Hóa Xanh tới giờ thì cũng đỡ đỡ chút. Thôi giờ hát đi em gái, hát gì cho đi vui các bạn nè. Hát đi. Ừ. đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đồng. Quê tôi trai gái vui trong lòng. Hơi rung cho nên là hơi lạc chút. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Đó, cái bài này hát nhân dịp đám cưới anh hát tặng hai đứa luôn. Nhớ đi, hai đứa mà gặp nhau đám cưới tôi hát bài này cho. Vậy bữa đó anh Huỳnh Linh nhớ xuống nha. Xuống à? Yeah. Xuống lắp giò, xuống chở kiển với lại chở cỏ về. Xuống xuống lần qua Sa Đéc. Dạ. Đúng rồi. Rồi em trai hát gì cho nó vui coi nè. Bên kia hát đám cưới rồi hát đám gì? Đám sinh nhật gì đó. Happy birthday gì đó. Hát bài cho vui vui coi trường. Hả? Hát được không? Hát được mà em quên. Quên hả? Dạ. Nhớ bài gì không? Thôi hát bản Đường Tím Bằng Lan đi ha. Rồi. Hát câu được không? Đừng lên. Được, cho nó vui coi nào. 2, 3. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường qua đây. Ủa rồi ông hát bài gì vậy trời? Nhớ đi hồi chút hát nha. Dạ. Rồi bây giờ mà mình có mấy mối tình rồi trường? Dạ mối tình thì hồi xưa cũng được 4-5. Nhưng mà cũng như thầy học sinh đó anh. Lai rai cũng được 4-5 mối hả? Dạ. Nhưng mà nó cuối cùng nó không có kết quả. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 7 năm. Thì mỗi đứa giữ rồi nha. Dạ. 7 năm sau chia tay. Giống như trong thời gian mình công việc này kia đó anh. Rồi xảy ra những vấn đề như nó không hợp với nhau đó. Rồi thôi cũng nên chia tay. Chia tay. Dạ. Có mối tình nào mà sâu đậm gì tha thiết không? Thì có anh, mối tình 7 năm. 7 năm hả? Dạ. 7 năm sao chia tay trời? Thì giống như cũng vì chính chắc về công việc á. Rồi nó cũng thay đổi. 7 năm ta cũng phải lấy nhau rồi chứ. Dạ thì lấy nhau rồi đó anh. Lấy rồi đó hả? Dạ. Thì lấy thì nói lấy luôn đi. Lấy rồi. Dạ. Có con chưa? Dạ có. Một bé trai 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Dạ. Rồi giờ chia tay bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm. 3 năm giờ vợ ở xa, cách đó xa không? Cũng khoảng 20 cây. 20 cây. Rồi con hiện nay ở với ai? Con em nuôi. Em nuôi luôn. Dạ. 3 năm rồi ha? Dạ 3 năm. Đó. Nhà trai đã có gia đình ly hôn, đã có một đứa con. Rồi, nhà gái của mình đường tình duyên sao nè? Dạ. Em có gia đình gãy đổ được một lần, cách nay 4 năm. Tức là mình ly hôn 4 năm rồi. Dạ. Mình có đứa con nào chưa? Dạ, có đứa con gần 4 tuổi đó chị. Bé gái. Rồi hiện tại con ở với ai em? Dạ, con ở với ba nữa. Trai hay gái? Dạ, con gái á. Con ở với ba hả? Dạ, dạ, con ở với ba. Bên đây cũng con... con trai. Bao lâu em thăm con một lần? Dạ thì bé đi học á chị, một tuần thì thứ bảy chủ nhật em rước. Dạ rước được ngày hai ngày chở bé chị đi học, còn nghỉ hè thì rước thêm nhiều chút. Hai bạn này cũng có cái hoàn cảnh cũng giống nhau mọi người. Cả hai đều đã kết hôn và cũng đã ly hôn được 3-4 năm hết rồi. Dạ. Thế thì bây giờ mình mong muốn có một người đàn ông như thế nào nè? Dạ người đàn ông không có gia trưởng, không có tính toán chi ly với vợ con. Rộng rãi chút xíu. Kiểu như không có nghe những lời thị phi bên ngoài mà đem về nhà nói vợ con này nọ chị. Giận cá chém thớt đó đúng không? Bao nhiêu áp lực ngoài xã hội dồn nén về la vợ không? Đúng không? Có vậy không trai? Em rất là xúc động.
Hả? Em không có. Em gái bên kia chắc bị tổn thương một lần rồi cũng sợ đúng không em gái? Em sợ đúng không? Em còn sợ điều gì nữa không? Dạ không chị. Mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Cái gì nó qua nó cũng đã qua rồi. Bây giờ chúng ta phải nhìn về phía trước để chúng ta chuẩn bị cho một hành trang mới. Một hành trình mới. Ha, cố gắng lên. Tất cả mọi người luôn bên em mà. Rồi, nhà gái của chúng tôi thì có lẽ là ở quá khứ cũng đã trải qua khá nhiều cái tổn thương à, cho nên bây giờ chào em. Nên bây giờ khi mà nhắc về cái mong muốn của một người đàn ông của mình thì cổ khá là xúc động. Thì hy vọng rằng là ở tương lai cổ không phải gặp lại những cái điều như vậy nữa. À, chàng trai của chúng ta, mong muốn của mình có một người con gái như thế nào? Em thì muốn người con gái được quan tâm, lo lắng cho gia đình, trung thủy. Bây giờ em có nỗi niềm gì buồn nhất trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi? Sự phản bội. Phản bội hả? Thấy thương quá. Trường cũng rất là xúc động. Anh thấy rằng một người đàn ông mà gọi là khóc trước mặt mọi người cũng khó lắm đó. Chắc là cũng do bị tổn thương nhiều quá. Đúng không Trường? Em sợ nhất sự phản bội hả? Trong cuộc hôn nhân vừa rồi em thấy rằng mình có lỗi gì không? Em phát hiện ra sự phản bội đó. Cho chị hỏi sâu thêm một tí nữa là khi bạn phát hiện ra cái điều đó thì cả hai có cùng ngồi lại nói chuyện với nhau không? Không chị, tại người ta không, người ta chối. Người ta nói cái đó chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà biết đâu là bạn bè đúng thiệt không? Thì sao? Không đúng như vậy, tại chỉ là cái lời nói thôi. Nhưng mà sự là tại vì người ta đã qua mặt em. Người ta cứ nói bạn bè vậy là cái cớ để người ta qua mặt em thôi. Nhưng mà em lấy cái cớ gì mà nói đó là sự thật? Tại vì người ta đã hứa hẹn sống chết với nhau. Em phát hiện ra hả? Dạ. Những cái tin nhắn hay sao? Dạ, trong những cái tin nhắn. Và em mới nói thôi giờ ly hôn rồi, giờ ra mặt đi, đừng có mà làm như vậy nữa. Người ta cũng không dám nghe. Nhưng mà cuối cùng cái lỗi là lỗi với em. Do em? Dạ, hoàn toàn lỗi với em. Lỗi gì? Thì người ta nói đủ thứ hết. Do em không quan tâm, rồi do em nghèo, rồi do em công việc không hợp với người ta, rồi của em không xứng với người ta. Nói vậy luôn á? Dạ. Hả? Rồi người ta nói em thương, người ta hỏi gì tiền. Nói chung là tất cả các lỗi gì em. Rồi, thôi. Thôi, quá khứ bây giờ chúng ta khép lại. Mình biết gì là được rồi. Đúng ha. Đúng rồi, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới nè. Chào em gái. Dạ, chào anh. Bên kia chàng trai cũng tổn thương có lẽ nặng lắm mới có thể xúc động trước mặt mọi người như vậy. Hai người đều tổn thương hết rồi. Anh nghĩ rằng là chúng ta đã từng bị tổn thương thì chúng ta sẽ không bao giờ làm người khác tổn thương đúng nữa rồi. Bởi vì á, chưa bao giờ một người nào mà tổn thương đỉnh cao của nó, người ta đau lắm. Và chắc chắn người ta không muốn gây cái tổn thương cho người khác. Và nhớ sau này anh nghĩ rằng nếu hai đứa đến nhau cũng đừng bao giờ đem tổn thương với nhau cả. Rồi, cho qua luôn. Mọi thứ nó gọi là không có vui nữa, bỏ qua đi. Giờ hướng tới chuyện buồn. Em gái sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 94. 94, bên dạ. Kia sinh năm mấy? Dạ, em 86. Hả? 86. 86 là trên nhau 2? 8 tuổi. 8 tuổi đúng không? Có vấn đề gì không em gái? Dạ, không có. Không có đúng không? Dạ. Thôi, bây giờ thì mỗi người lỡ chuyến xe rồi, mình leo chuyến xe khác mình đi. Đúng rồi, mình nói về tương lai đi. Tương lai luôn. Đúng, bây giờ là chàng trai của chúng ta mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Ngoài cái việc là chung thủy ra thì còn cái gì nữa? Biết quan tâm tới em rồi đó, biết con em. À, vậy thôi đúng không? Thật ra một người đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi thì người ta cũng chỉ mong như vậy thôi. Không mong cái gì hơn cả. Quan tâm với con em hả? Nói chung thương con em là được. Thương mà cô gái kia cũng có con nhưng không được ở cùng với con, cho nên là
Vậy Lan nghĩ là cổ sẽ rất là yêu thương trẻ con. Mình trước khi mình mong muốn người ta thương mình và thương con mình thì mình phải thương người ta và thương con, thương gia đình của người ta luôn. Nó đơn giản như vậy đó em trai ạ. Dạ. Anh nghĩ rằng sẽ được thôi, sẽ được điều đó. Còn cô gái bên đây á, cho chị Lan hỏi sâu một tí là thường ly hôn thì người mẹ hay dành về mình cái quyền nuôi con lắm. Thì còn ở bạn thì lý do tại sao mà bạn lại để con cho bên bố nuôi? Tại vì mẹ em bị bệnh giữ bé không nổi cho nên là em mới đưa bé về cho cha nuôi. Em cũng cố gắng nuôi bé được 3 năm em mới đưa cho cha nó. 13 năm rồi đó hả? Thôi mạnh mẽ lên con gái anh à. Người phụ nữ cũng lỡ một chuyến đò nhưng rất mạnh mẽ. Hãy học hỏi ở con người này cũng mạnh mẽ lắm. Làm chủ bản thân của mình ha. Thật ra là chị cũng rất là hiểu và chia sẻ với em về cái việc em không thể nuôi con được. Cái đó là một cái vấn đề bất khả kháng. Chứ bất kể người mẹ nào người ta cũng muốn được ở gần con người ta cả. Nhưng mà thôi không sao. Sau này khi em có một cái gia đình mới, em ổn định hơn thì em sẽ đón con về ở với mình. Chị nghĩ cái điều đó nó cũng không quá khó khăn với bố của đứa trẻ đâu. Dạ. Thì chỗ nào cha với mẹ cũng như nhau. Đúng mà rồi. Bên nào nuôi tốt thì mình để nó lo cho cháu. Cháu nó có cái sự phát triển rồi sau đó cũng... Đúng rồi, quan trọng là người lớn mà chúng ta cư xử với nhau như thế nào. Đúng thôi. Rồi. Thôi, mình hỏi người thân đi. Đi với ai? Dạ, đi với con. Con tên là gì? Con tên là Huỳnh Nguyễn Trường Vũ. Con lớp mấy rồi Vũ? Lớp 5. Bao lâu rồi con chưa gặp mẹ? Không biết. Mẹ không có về thăm hả em trai? Em có cho về thăm không Trường? Cho bình thường. Bên kia không có liên lạc luôn hả? Dạ không. Tại từ lúc mà ký đơn thì em không có liên lạc luôn. Con thấy cô này sao? Cô bên này nè. Mai mốt cô đó về ở cùng nhà với mình đó, con chịu không? Con ok không? Ok. Rồi em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái ruột của em. Dạ em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào khán giả trường quay. Thì hôm nay em đi đến chương trình cùng với chị thì em cũng mong là chị có được một người để mà chị có thể nương tựa được suốt đời. Khi mà lúc đến đó thì anh cũng nói chung là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là hiền. Nhưng mà khi về ở chung nhà rồi á thì bắt đầu mới có những cái xung đột xảy ra và anh ăn hiếp chị và gia trưởng rất là nhiều. Về tiền bạc là khét xét nét chi tiêu đủ thứ hết. Kể cả lúc mà chị mang thai á, anh muốn cho chị ăn gì là chị ăn đó chứ còn chị thèm á là chị không có được ăn. Cho nên hình ra là cảm thấy cuộc sống hôn nhân nó bị bế tắc á. Nên là chị quyết định chia tay. Thì hôm nay là em cũng mong là anh Trường á, nếu như mà sau này hai anh chị có thành đôi với nhau thì em mong là anh có thể yêu thương chị nhiều hơn. Và những cái vấn đề về tiền bạc hay là ăn uống này kia thì thật sự đó là những vấn đề rất là nhỏ. Với lại là em cũng có mẹ cũng lớn tuổi và cũng bệnh hơi nhiều á. Cũng mong muốn là anh có thể cho chị tới lui chăm sóc mẹ. Chứ không có ở suốt bên đó được. Cái cảm nhận ban đầu em thấy anh Trường anh hiền không? Anh được không? Dạ em thấy nói chung người miền Tây của mình á, thì nhìn cái mẹ bề ngoài á, thì rất là chất phác, rất là hiền. Thì chủ yếu là do hai bên gặp mặt thì coi là có rung động hay không và có bắt được nhau hay không. Rồi, cảm ơn em gái. Chúng ta đã lỡ chuyến đò rồi, hy vọng chuyến đò này nó sẽ là chuyến đò bền vững mãi mãi luôn. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ, em cũng có món quà tặng à. Sao trùng hợp quá. Sao vậy? Món quà trong đó là cái gì mà trùng hợp? Wow. Thấy rõ không ạ? Dạ, anh thấy em sao? Thấy cũng hiền. Nói chuyện cũng dễ thương, cũng đẹp. Dạ, em thấy anh cũng hiền, cũng được. Không có yêu cầu gì quá.
chỉ cần thương em, thương gia đình là được. Anh không cần cho anh, chỉ cần sáng nấu cơm cho anh ăn, chiều nấu cơm cho anh ăn được. Còn sáng nấu cơm xong em muốn đi đâu em đi, miễn chiều có cơm về ăn được. Tiền bạc ai quản lý? Theo anh nghĩ tiền bạc ai quản lý cũng vẫn được. Chủ yếu là mình biết chi ly cho nó đúng là được. Cho nó dư giả hay là mình biết tiết kiệm thì nói chung ai giữ cũng vậy. Mà em theo em thấy theo anh thấy càng giữ tiền càng mệt chứ đâu gì đâu. Đúng rồi, giữ tiền chi mệt. Sáng vợ đưa 50 ngàn uống cà phê rồi khỏe khỏi lo hết trơn. Thôi nhiều. Trời ơi, ly cà phê ta hết 4 mấy ngàn rồi. Ở Đồng Tháp cà phê rẻ hơn. Cũng được đó chị. Nhà có sân vườn, có cây, có bông, nhà ngắm bông sân vườn view đẹp luôn. Sợ lúc đó sáng kêu vợ, vợ pha, vợ nhăn nhăn hết chứ. Không nhăn đâu. Hỏi coi, hỏi coi có nhăn không? Có nhăn không nè. Không có tiền thì không có nhăn. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Phụ nữ tay hòm chìa khóa là người ta phải tính tới từng giọt cà phê. Chắc chị Lan cũng vậy quá. Phải đâu. Nhỏ giờ tiến gần nữa cho nó rõ xíu đi. Ngồi xa quá. Nè nè, tiến gần lại hai bên đó. Rồi, hai người nói chuyện đi. Ví dụ giờ nói chuyện dù như bao lâu rồi mình có thể đến với nhau được. Rồi em có về nhà anh ở, anh qua nhà em thử bàn coi. Hai người nhìn nhau nhìn thẳng cho nó sát vô luôn. Đó. Nếu sau này dù chuyện gì đi nữa em có bỏ anh nữa không? Rồi ai vậy? Nếu như mà đã quyết định thì đây cũng là lần thứ hai thì cũng là lần cuối. Nếu mà trong Bách Hóa Xanh khoai hơn anh thì sao? Anh yên tâm đi, Bách Hóa Xanh ta có gia đình hết rồi. Có chàng không có gia đình thì cũng mấy đứa nhỏ nhỏ nó mới lớn lên. Lớn lớn lên dễ dụ lắm á. Ghiền quá không ơi. Nè, mình đàn ông là mình phải bản lĩnh. Mình phải giữ cái người mình yêu bằng cái bản lĩnh của mình. Chứ không phải là bằng cái sự lo lắng. Cái điều này á nó rất là nguy hiểm này. Mỗi ngày về mình cứ hỏi ủa em ơi trong đó anh thêm anh mới thấy cái thằng kia nó ngó ngó em là không được. Mình phải bản lĩnh, mình phải tự tin rằng mình là một cái người tuyệt vời nhất đối với cô gái này, nghe không? Thông cảm Lan biết không, đã bị một lần bị rồi thẳng bội hiểu. Rồi lúc nào cũng lo thôi, nhưng mà anh cứ thấy rằng đây là con người không có như vậy. Đúng đâu rồi. Ta hiền lành thấy đứa em ta nói chuyện không, bây giờ nè hỏi đi. Ví dụ như giờ về thì hai đứa mình tiền bạc em giữ em có chịu không? Nghe Quỳnh Ly nói gì, Quỳnh Linh nói gì em chưa? Không, em tự nói cho nó chứ. Nói cái mốt nói Quỳnh Linh suối. Nhưng mà mốt tiền bạc anh giao giữ hết em chịu không? Dạ chịu. Người sáng xin tiền cho không? Dạ cho chứ. Nhiêu? 20. 50. 20 cho 20. Đương nhiên là đàn ông đi làm thì cũng phải có chút tiền bỏ túi chứ không sao không cho không được. Không có tiền đổ xăng đẩy xe về. Dạ không có. Dù hai mình tới nhà em có mong muốn có đứa con trai con gái gì không? Như anh với em tiến tới hôn nhân thì em thích bé trai hay bé gái? Như em thích bé trai. Trai dạ. Có rồi. Em thích thêm nữa không? Dạ không, một đứa nữa là được. Dạ. Rồi, bây giờ hỏi đi. Khoảng bao lâu thì mình có thể tới nhau được nếu mình tìm hiểu nhau? Khoảng bao lâu mình tới nhau được? Cái đó cũng tùy thời gian, nếu mà mình thấy hợp thì tiến tới thôi. Chứ không có quan trọng thời gian là bao lâu. Nếu vậy thì em cho anh cơ hội lên tìm hiểu em. Để lát nữa bấm nút. Rồi hỏi đi, bây giờ nè, tuần mình gặp mấy lần, gặp ở đâu đó, nói đi. Tuần gặp, em thích gặp được mấy lần? Em thì nếu mà có thời gian rảnh thì ví dụ cứ có quen thời gian rảnh thì sẽ nhắn tin. Tại vì làm Bách Hóa Xanh là làm cả năm cả tháng lúc nào cũng làm chứ. Khi nào muốn nghỉ thì xin nghỉ chứ không có. Thì tối ra ca anh lên. Ra ca là tới 10 giờ 9 giờ rưỡi lận. Đâu sao 9 giờ tối lận. Thì 9 rưỡi nhà anh lên đó 10 giờ ra 11 12 giờ chạy về. Trời ơi. Quá được luôn á. Quá được luôn á. Đó. Bây giờ nè, em hát câu gì đó, đứng nắm tay Nguyên, nắm tay Nguyên. Hát bài ngọt như mấy lùi. Đó, hát bài nào tặng cho bạn gái cái nào. Thôi em hát hôm nay, xin phép anh hát không? Kệ nó, hát câu hay câu cũng được, cái bài gì nãy đó. Hát đi, nhìn bạn gái này hát cho nó tình cảm nè. Thôi cho thiếu được. Sao thiếu được? Tặng duyên được. Hả? Tại nay em hơi khô cổ quá. Hơi khô hả? Dạ. Cải lương được không? Tại không. Uống nước không?
không, không. Thô quá không đúng không? Tại sáng giờ em đi nó... Thôi giờ vậy nè, em nói hết những cái cảm xúc của em với cái người đối diện đi. Em mong muốn điều gì, nói với cô ấy biết đi. Thì anh không mong muốn gì em ngoài biết quan tâm tới gia đình và lo lắng cho gia đình là được rồi, chứ không gì. Ví dụ áo anh có gắt thì giá lại dùm cũng được chứ không cần gì cao hay là nhiều quá. Với thứ hai là Nguyễn Hương anh thật lòng rồi. Rồi, cảm ơn mọi người, về đây đi. Được rồi đó. Anh thấy trường nó thật ghê luôn á. Không có cần gì cao sang lắm. Áo anh rách là giá được rồi. Thương anh là được rồi. Mỗi buổi cho anh 50 ngàn là được rồi. 20 thôi, 50 nãy giờ xin hoài người ta không cho mà cứ 50. Ôi sao tiết kiệm quá vậy. Em đã từng nhớ em xin người cũ không cho rồi thấy chưa. Giờ phải cho ta nhiều nhiều chút, 55, 60 gì đó chẳng hạn. Cho 60 được không Trường? Dạ được, cái này sang lên anh. Lên thì được đúng không? Dạ. Rồi để tay vô nút bấm đi Trường, bên tay trái kìa. Đây đằng sau lưng nè. Đó. Bây giờ đã đến lúc các bạn đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Ngân không bấm hả Ngân? Sao vậy Ngân? Dạ, tại khi mà em nhìn anh em chưa có cảm động động lòng. Dạ, cảm xúc đầu tiên của em là vậy. Em chưa có cảm xúc đúng không? Dạ. Chưa có rung động đúng không? Nhưng không bấm nút, nhưng mà cũng có thể ra ngoài mình làm bạn từ từ tìm hiểu cũng được. Thật ra anh thấy ở trường đó một cái tính thật tình rất là lớn, chân thành lắm. Đây là con người mà có thể tâm sự chia sẻ với em được tất cả mọi thứ đó. Chị hỏi thiệt là điều gì khiến cho em còn ngại ngùng? Chi tiết nào khiến cho em như còn một chút ngại ngùng như vậy? Bạn ấy nói bạn chưa rung động đó. Một phần thôi. Em nghĩ là có một cái chi tiết nào đó, một cái điều gì đó em có thể chia sẻ với chị Lan được không? Dạ được, tại vì cái hôn nhân đầu tiên vậy đó, em cảm thấy hơi sợ đàn ông chút, cho nên là em cũng cũng còn ngại nhiều lắm. Như lại lần đầu tiên gặp mặt anh thì em cũng chưa có cảm nhận được cái gì hết. Tuy là anh thấy anh rất là hiền, anh rất là thật lòng, em biết, nhìn em có thể cảm nhận được. Nhưng mà trái tim em không có rung động. Giờ dày về nhà cứ một bữa hai bữa đem kiển đi cỏ rồi tới ha. Tới bách hóa xanh mua đều. Sắm gì tới đó, lâu lâu tặng cái gì đó ha. Anh nghĩ rằng em sẽ chinh phục được đó. Thật ra là với những người khác mà đến phút này mà vẫn còn cảm giác là mình còn ngại, mình còn sợ, thì có lẽ là Lan sẽ phản ứng rất mạnh. Nhưng với cô gái này thì Lan có một cái sự thông cảm hơn rất là nhiều, chia sẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà trái tim của chúng ta đã quá tổn thương rồi, chúng ta đã cố gắng bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình để đến được đây, để mong rằng là mình sẽ tìm ra được một cái hướng đi mới cho mình. Nhưng nó vẫn còn một cái chút gì đó nó khiến cho mình gợi nhớ lại những cái vết thương cũ, nên làm cho cô ấy hơi do dự. Và cô ấy chưa có tự tin rằng bản thân của mình sẽ gặp được cái điều may mắn. Anh nghĩ Ngân nói đúng đó, chưa có rung động thì chúng ta không nên bấm nút. Đơn giản như thế thôi. Thật ra ai cũng cảm nhận được cái thật của chàng trai này. Đúng rồi. Rất là tốt. Cố gắng, chuyện đó dễ thôi, quan trọng mình chinh phục thôi. Hả Trường hả? Dạ, dạ. Mình sẽ làm cô ấy rung động bằng cây kiển, bằng thảm cỏ, bằng màu xanh của quê hương mình. Thật ra hai bạn này mà đến với nhau thì sẽ bù đắp cho nhau, sẽ lấp đầy những cái tổn thương cũ cho nhau được. Đó là chúng ta sẽ làm cho nhau hạnh phúc và sẽ sửa những cái sai lầm của những cái người ngày xưa đã từng làm cho mình. Được đó, Ngân chờ đợi đi. Ngân cố gắng lên. Tôi sẽ chinh phục cho mà coi. Nhớ nha, em trồng cây si trước nhà luôn cho tôi. Nha. Nhớ báo cho tôi biết nha. Ngày nào làm được gì làm được gì nha. Cứ tuần lần hai lần tới chỗ cô ấy. Đúng rồi. Ha. Bên này là cố gắng lên. Là bạn, biết đâu chúng ta sẽ là người yêu, biết đâu chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau. Được không Trường? Dạ. Anh tin Trường sẽ làm được đó. Mình hãy chinh phục nha. Dạ. Rồi,
Thôi, coi như trên sân khấu này chúng ta chưa có nợ với nhau. Cố gắng làm sao mà có về mượn nợ thành nợ nha. Mượn nợ cô đó đó. Xuống sân khấu mượn liền 10 triệu là nợ liền.